Thưa quý vị và các bạn, sáng nay hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên khai mạc. Mở đầu hội nghị, Trung ương dành một phút tưởng niệm đồng bào bị thiệt mạng và cán bộ chiến sĩ đã hy sinh do bão số 3 và mưa lũ gây ra tại các khu vực tỉnh, thành phố phía Bắc. Tại hội nghị, Trung ương đã ủng hộ đồng bào khắc phục bão số 3 Phát biểu khai mạc hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 diễn ra vào thời điểm rất đặc biệt. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, nhà tư tưởng, ngọn cờ lý luận của Đảng đã vĩnh biệt chúng ta vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Bão số 3 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản ở hầu hết các tỉnh, thành phố phía Bắc khi toàn đảng, toàn quân, toàn dân đang tập trung nỗ lực cao nhất để khắc phục hậu quả do cơn bão gây ra. Hội nghị trung ương lần này diễn ra sớm hơn và ngắn hơn dự kiến và sẽ làm việc cả ngoài giờ hành chính. Hội nghị sẽ thảo luận cho ý kiến về 10 nội dung thuộc hai nhóm vấn đề chiến lược và một số việc cụ thể. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các đồng chí tiếp tục dành thời gian nghiên cứu để có những ý kiến thật xác đáng, phản ánh đúng thực tiễn của bộ ngành địa phương mình tập trung đóng góp những vấn đề cụ thể và những vấn đề có tính khái quát, nhất là những vấn đề thực tiễn đặt ra chưa được đề cập trong dự thảo các văn kiện nhưng cần phải đánh giá tổng kết các nội dung quan trọng về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, những chủ trương chính sách đổi mới có tính chiến lược đột phá, khả thi cao. Xác định đại hội 14 là đại hội đánh dấu thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đòi hỏi ngay từ quá trình xây dựng văn kiện, mỗi đồng chí ủy viên trung ương Đảng, ủy viên ban bí thư Ủy viên bộ chính trị cần phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng là mục tiêu cao nhất của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2025, là nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng và hướng tới 100 năm thành lập nước. Mục tiêu này cần phải được thực hiện với quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt với giải pháp thực hiện hiệu quả nhất đảm bảo phải đạt và phấn đấu vượt các mục tiêu đề ra đây là trách nhiệm của đảng trước nhân dân trước lịch sử vẻ vang hào hùng của dân tộc trước bạn bè quốc tế là minh chứng khẳng định năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của đảng do vậy phải tập trung mọi nguồn lực biện pháp để hoàn thành Dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 đã đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, phân tích khả năng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội 5 năm năm 2021-2025 trên cơ sở tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Bộ Chính trị đã thảo luận rất kỹ, đánh giá toàn diện, cân nhắc mọi mặt và quyết định báo cáo để trung ương thảo luận cho ý kiến. Về các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng với vị trí báo cáo chính trị là trung tâm, tổng kết 40 năm đổi mới là báo cáo rất quan trọng để chất lọc tinh hoa đưa vào văn kiện Đại hội 14. Báo cáo chiến lược phát triển kinh tế xã hội, báo cáo về công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng là các báo cáo chuyên đề đề nghị các đồng chí tập trung thảo luận làm rõ. Nội dung báo cáo chính trị trình ra hội nghị đã đáp ứng tầm mức của báo cáo trung tâm ở tầm quan điểm đường lối chủ trương đã đúc kết các giá trị quá khứ hiện tại và hướng tới tương lai chưa đã là ngọn đuốc dẫn đường dẫn dắt toàn đảng toàn dân toàn quân ta đạt được các mục tiêu chiến lược mà đại hội 13 đã đề ra hay chưa các báo cáo chiến lược về phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng những vấn đề lý luận và thực tiễn đã được rút đúc qua tổng kết 40 năm đổi mới đã bao hàm đầy đủ các căn cứ cho những luận điểm khái quát trong báo cáo chính trị chưa các báo cáo có nhất quán với nhau và có nhất quán với quan điểm chủ trương của Đảng về phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030 và tầm nhìn đến năm 2045 hay chưa? Nội dung cụ thể trong từng báo cáo, nhất là những đánh giá về tồn tại hạn chế và phương hướng chiến lược, nhiệm vụ đột phá đã đề ra cần làm rõ những chủ trương, biện pháp đã đúng, chúng có đủ sức đột phá để đưa đất nước ta bước sang kỷ nguyên mới hay chưa? những yếu tố mới của thực tiễn cần bổ sung là gì về một số vấn đề cụ thể tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm đề nghị trung ương quan tâm thảo luận về đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ tiếp theo phải chăng là tập trung cao nhất cho đột phá về thể chế và phát triển đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ hoàn thiện đồng bộ và đột phá mạnh mẽ trong xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phát triển lực lượng sản xuất mới cùng với hoàn thiện quan hệ sản xuất tạo cơ hội và các không gian phát triển mới tạo động lực then chốt cho sự phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc cùng với phát triển lực lượng sản xuất mới, kết hợp giữa nguồn nhân lực chất lượng cao với tư liệu sản xuất mới và hạ tầng chiến lược, trọng điểm là hạ tầng giao thông và hạ tầng số, hạ tầng năng lượng. Về phương hướng giải pháp chiến lược, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, tập trung hoàn thiện quan hệ sản xuất, trọng tâm là tinh gọn bộ máy tổ chức Đảng, nhà nước, quốc hội, các tổ chức chính trị xã hội để hoạt động hiệu lực, hiệu quả đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng để đưa dân tộc ta tiến lên, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với phương châm, địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Trung ương, Chính phủ, Quốc hội tăng cường hoàn thiện thể chế, giữ vai trò kiến tạo và tăng cường kiểm tra, giám sát, đồng thời cải cách triệt đề thủ tục hành chính, khơi dậy động lực, tinh thần cống hiến vì đất nước, khơi thông mọi nguồn lực xã hội, nguồn lực trong nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm động lực chính cho phát triển, có cơ chế tập trung định hướng vào công nghệ, nhất là công nghệ nguồn, công nghệ lõi. Đồng thời, phát triển phải có trọng tâm, trọng điểm, không giàn trải, chủ động tích cực tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, kết hợp với sức mạnh dân tộc và sức mạnh của thời đại. Công tác nhân sự đại hội 14 là công việc hệ trọng, là then chốt của then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi các chủ trương đường lối của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Báo cáo tổng kết công tác nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và xây dựng phương hướng nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 rất hệ trọng là cơ sở cho việc chuẩn bị nhân sự tham gia Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 14 và nhân sự lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Đảng nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031. Tôi tin tưởng rằng ban chấp hành trung ương sẽ đề cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, trước lịch sử vẻ vang của Đảng và truyền thống cha ông để làm thật tốt việc này với tinh thần công tâm, trong sáng, khoa học, khách quan, thận trọng, kỹ lưỡng đặt lên hàng đầu lợi ích chung, lợi ích quốc gia, dân tộc và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Về công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị trung ương thảo luận cho ý kiến đánh giá kết quả đã đạt được, những hạn chế, vướng mắc, những đề xuất phương hướng nhiệm vụ giải pháp xây dựng Đảng nhiệm kỳ khóa 14. Theo chương trình, hội nghị làm việc đến ngày 20 tháng 9.